Sài Gòn á dễ kiếm tiền lắm bả hả, quá trời trai đẹp luôn. Ủa hay vậy đó. Ê, lên đó biết đâu kiếm được đại gia là đổi đời luôn. Hiện giờ á chị có thấy con Quý qua đây chơi không? Dạ không, mà nó đi đâu anh ba phải đi kiếm vậy? Tôi tưởng á nó qua bên nhà chị chơi rồi quên giờ về chứ. Con nhỏ này sướng quá rồi sanh tật, má nó ở nhà léo nhéo kia kìa, mà tôi không biết nó đi đâu nữa. Tôi gọi nó cả chục cuộc rồi đó, máy cứ ỏi e không à. Cái kiểu này á chắc nó ra thị trấn rồi đó anh. Con gái của người ta càng lớn thì càng ngoan, còn nó thì càng ngày càng dở chứng à. Con gái của lứa mà bỏ nhà đi qua đêm vậy đó hả? Mày đi ra ngoài mày chơi mà chỉ biết có mình mày à, trong khi ở nhà tao với bà bồn chồn lo lắng không biết mày có bị cái gì hay không, giống như ngồi ở trên chảo lửa gì đó. Con chán cái xứ này lắm, con ghét biển, con ghét cá, con ghét lắm. Mày ở thành phố á là mấy bà chuyến này dịch hóa hàng Thiên Nga nha, nếu mà đi bán hàng á thì đừng phát đồ đồng phục giống như mấy người dân văn phòng gì đó, còn ngày PC á là đẹp tuyệt vời luôn, đi như người mẫu. Mà mấy bà chân lại dài nữa, mặc vô không khác gì người mẫu hay nhất đâu. Mấy em nhìn vô là dẻo mắt luôn, lát mắt luôn. Khi đó nếu như mà khéo miệng một chút á là có một đống tiền luôn. Ở đâu ra? Thì người ta bo cho đó. Ủa? Ê, dễ vậy luôn á hả? Bo khơi khơi vậy luôn á hả? Thì mình đẹp mà, mình có quyền hoàng chút á là có hết đó. Tôi nói cho bà biết nha, Sài Gòn á dễ kiếm tiền lắm bả hả, quá trời trai đẹp luôn. Ủa hay vậy đó. Ê, lên đó biết đâu kiếm được đại gia là đổi đời luôn. Tôi có một khát khao, tôi có một ước à, là lấy chồng đại gia đúng không? Đúng. Ê, mấy bà khao khát đại gia như vậy á, trai làng tụi tôi á đến chùa ở hết quá. Ai cũng nghèo. Nè, nghèo cũng là cái tội đó nghe chưa. Từ từ á, bằng mọi cách phải lên thành phố để thoát nha. Trời giông bão vậy, anh ghé tôi chứ có chuyện gì gấp lắm hả anh ba? Tôi đi tìm con Quý. Chịu giờ á, chị có thấy con Quý qua đây chơi không? Dạ không, mà nó đi đâu anh ba phải đi kiếm vậy? Tôi tưởng á nó qua bên nhà chị chơi rồi quên giờ về chứ. Con nhỏ này sướng quá rồi sanh tật, má nó ở nhà léo nhéo kia kìa, mà tôi không biết nó đi đâu nữa. Sao không gọi điện thoại cho nó coi? Trời ơi, tôi gọi nó cả chục cuộc rồi đó, nhưng mà máy cứ ỏi e không à. Cái kiểu này á chắc nó ra thị trấn rồi đó anh. Chuyến này hả, nó mà về á tôi đập cho nó một trận như xưa. Con gái của người ta càng lớn thì càng ngoan, còn nó thì càng ngày càng dở chứng à, chịu nổi không chứ. Anh ba có điện thoại kìa. À. Coi chừng nó gọi về đó. Sao mà số lạ quắc lạ quơ vậy? Thì anh cứ nghe thử coi. Alo. Con nè cha, con Quý nè. Ủa cha mày, mà đi đâu vậy? Sao tao gọi điện qua không được vậy? Dạ, điện thoại con hết pin rồi, mà con cũng để quên cục sạc rồi. Rồi bây giờ mày đang ở đâu? Dạ, thì con đang bên nhà nhỏ bạn con chơi nè cha. Trời mưa rồi, chắc mai con về nha cha. À, số này là của bạn con á cha. Mày giỏi quá ha. Tới giờ này á, mày mới điện thoại về báo cho cha biết là sao? Mày giỏi lắm, mày về biết tao. Trời cha ơi, lâu lâu cho con sổ lòng đi chơi một bữa đi. Con đáng nhà bạn con chứ có đi đâu đâu. Nhưng mà bạn trai hay là bạn gái? Dạ, bạn gái, là con Nhung á cha. Nhung lụa gì ở đây? Kỳ này mày về á, ta đập cho què trò cho coi. Mà dám tiền trảm hậu tấu trước hả? Alo, Quý, Quý. Chị coi đó, con gái con lứa như vậy á, chịu nổi không? Anh hầm hè vậy, sao nó dám về? Chị tưởng tôi sợ nó hả? Nói gì đây á, chị coi nè, tôi đập nó một trận cho đã tay thì thôi, con cưng là con hư mà. Biết được tin tức của nó là mừng rồi anh ba. Thiệt là chán hết sức vậy đó. Đẹp mặt chưa? Con gái của lứa mà bỏ nhà đi qua đêm vậy đó hả? Bây giờ mày muốn ăn đòn mấy cây đây? Cha muốn đánh nhiều cho đánh, còn không dám xin. Mày giỏi thiệt ha. Để tao đánh cho tới khi nào nát nhiều cái chỗ này mới thôi. Nghe chưa? Trả lời cho tao nghe nè, con Nhung là đứa nào? Nhỏ bạn học cấp 2 với con. Vậy nó có lên cấp 3 hay không? Dạ không. Sao vậy? Nó nhà nghèo
hay là tại nó học dở? Dạ, cả hai. Rồi nhà nó ở đâu? Dạ, ở gần dốc đá cha. Rồi nhà nó có cái gì vui mà mày qua bên đó quên luôn cả giờ về? Con gái còn lứa đó mà tới nhà người ta chơi, ở nhà người ta qua đêm vậy đó, mày coi có được không? Con không đâu định ở lại đâu, tại nó rủ chứ bộ. Mày đi ra ngoài mày chơi mà chỉ biết có mình mày à, trong khi ở nhà tao với bà bồn chồn lo lắng không biết mày có bị cái gì hay không, giống như ngồi ở trên chảo lửa gì đó. Mày làm như vậy có được không hả? Trả lời cho tao. Tao cứ tưởng mày cuốn gối bỏ nhà đi theo thằng Long được chứ. Dám đâu, cha không biết chứ sao mà cách lòng á. Uống chi giờ Long nó biệt tích luôn rồi. Nè cho coi coi, vợ nó không thèm nhắn tin cho con luôn nè. Chuyện yêu đương á là chuyện của tụi mày, nhưng mà mày nói như vậy á cha không có đồng ý. Người ta mới lên Sài Gòn còn gặp nhiều khó khăn, với lại á nó là con nhà nghèo mà, đâu phải mày muốn ngang nào được ăn nấy đâu. Rồi mày dẫn thằng Long mày bỏ nhà đi chơi qua đêm như vậy đó hả? Hả Quý? Cha muốn quánh con cho quánh đi, chứ đừng đem thằng Long vô đây nữa, nó không là cái lô ram gì với con hết đó. Sao kỳ cục vậy? Đòi cưới cho bằng được á cũng là mày, bây giờ nói tạc ngang cũng là mày, tại sao không có ký lô ram nào chứ? Con chán, con ngán tới tận cổ rồi, con chán cái xứ này lắm, con ghét biển, con ghét cá, con ghét lắm. Mày dám ăn nói bất dạy như vậy hả? Tại sao mày dám bán bổ thần thánh hả? Làm cái gì mày ghét biển hả? Ai nuôi mày từ cái xứ biển này? Trời ơi, bất dạy quá rồi.